Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 7 tháng 8, hãng Reuters đưa tin lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, sẽ họp về tình hình ở Niger vào ngày 10 tháng 8, sau khi thời hạn để chính quyền quân sự Niger trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự ngày 6 tháng 8 đã qua. Thông báo trên đánh dấu lần đầu tiên ECOWAS lên tiếng sau khi thời hạn mà tổ chức này đưa ra để yêu cầu chính quyền quân sự Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum và khôi phục chính quyền quân sự ở Niger đã qua vào hôm ngày 6 tháng 8. Giới lãnh đạo đảo chính Niger từ chối yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự, thay vào đó thông báo đóng không phận và tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước. Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo hôm ngày 7 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Washington đã liên lạc trực tiếp với các lãnh đạo chính quyền quân sự Niger để thúc giục họ từ chức. Theo đó, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland đã gặp một số thành viên của chính quyền quân sự ở Niger vào ngày 7 tháng 8, một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm khôi phục chế độ dân chủ ở quốc gia từng là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Bà cho biết đã gặp tướng Moussa Salau Bamau, người tự xưng là chỉ huy trưởng quốc phòng, và ba đại tá hỗ trợ ông trong hơn 2 giờ để có những cuộc trò chuyện cực kỳ thẳng thắn và đôi khi khá khó khăn. Bà Nolan là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ, gặp trực tiếp những người làm đạo chính quân sự. Chuyến đi của bà tới thủ đô Niamey được thực hiện theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken, diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi các thành viên lực lượng bảo vệ Tổng thống của Niger lên nắm quyền và một ngày sau thời hạn do Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, đặt ra để chính quyền quân sự khôi phục quyền lực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với giới lãnh đạo ECOWAS và sử dụng ngoại giao để đưa Niger trở lại chế độ dân sự. Cánh cửa cơ hội chắc chắn vẫn còn mở rộng. Chúng tôi tin rằng chính quyền quân sự nên đứng sang một bên, ông Miller nói. Theo kênh CNN của Mỹ ngày 7 tháng 8, các lực lượng vũ trang của Niger đã đưa quân chi viện đến thủ đô để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, chỉ vài giờ sau khi chính quyền quân sự ở nước này từ chối tuân thủ thời hạn chót về việc khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum do Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS đặt ra. Nếu không, sẽ đối mặt với sự can thiệp quân sự. CNN dẫn một nguồn tin trong quân đội Niger cho biết một đoàn xe khoảng 40 chiếc đã đến vào lúc chập tối ngày 6 tháng 8, chở theo binh sĩ từ các vùng khác nhau của nước này đến để chấn an công chúng đang lo lắng và chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng. Trước đó, cùng ngày, chính quyền quân sự Niger tuyên bố phải đối mặt với mối đe dọa về sự can thiệp vốn đang ngày càng trở nên hiện hữu thông qua sự chuẩn bị của các quốc gia láng giềng. Không phận của Niger đóng cửa kể từ ngày 6 tháng 8 đối với tất cả các máy bay cho đến khi có thông báo mới. Niger chìm trong hỗn loạn chính trị kể từ cuối tháng trước khi Tổng thống Mohamed Bazoum bị lực lượng bảo vệ Tổng thống lật đổ trong một cuộc đảo chính. ECOWAS đã phản ứng vài ngày sau đó bằng cách ban hành các biện pháp trừng phạt và đưa ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự mới ở Niger, từ chức trong vòng một tuần hoặc đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự. Thời hạn đó đến và trôi qua vào ngày 6 tháng 8 mà không có bất kỳ thay đổi nào về tình hình chính trị. Tổng thống Bazoum vẫn bị phế truất và công chúng vẫn chưa biết tung tích của ông này. Các nhà lãnh đạo ECOWAS cho biết ưu tiên của họ là tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn khẳng định rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ lực như một phương án cuối cùng để đưa chính phủ được bầu của Niger trở lại nắm quyền. Mặc dù giàu tài nguyên, Niger vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhiều người Niger, đặc biệt là thế hệ trẻ, vẫn coi Pháp là một cường quốc chịu trách nhiệm về tình trạng nghèo đói phổ biến ở đất nước họ. Những người ủng hộ chính phủ quân sự mới thậm chí coi cuộc đảo chính là một cơ hội để Niger tách khỏi ảnh hưởng của Pháp về mặt ngoại giao. Tương lai của chính phủ Niger có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nước láng giềng và các đối tác phương Tây của Niger. Mỹ và Pháp có lực lượng đồn trú lên đến hàng trăm binh sĩ. Nhiều người trong số họ hỗ trợ các nhiệm vụ chống khủng bố trong một khu vực đầy biến động chính trị
khủng bố và các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo. Ngày 30 tháng 7, các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong một tuần, chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng thời quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt với lãnh đạo quân sự Niger. Nội dung này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của ECOWAS tại thủ đô Abuja của Nigeria. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, ECOWAS cho chính quyền quân sự tại Niger một tuần để từ bỏ quyền lực, lập tức trả tự do và phục chức cho ông Bazoum, vốn bị bắt giữ từ ngày 26 tháng 7. Tuyên bố nêu rõ trong trường hợp các yêu cầu không được đáp ứng trong một tuần, ECOWAS sẽ đáp ứng tất cả các biện pháp cần thiết, có thể bao gồm cả vũ lực, để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Trong trường hợp can thiệp quân sự, các tổng tham mưu trưởng quân đội ECOWAS sẽ nhóm họp ngay lập tức. Tổ chức G15 quốc gia thành viên này cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với Niger. Theo đó, đóng băng mọi giao dịch thương mại tài chính và thương mại giữa các nước ECOWAS và Niger. Trong tuyên bố, các lãnh đạo Tây Phi cũng lên án một số lực lượng nước ngoài tiếp tay cho cuộc đảo chính tại nước này. Tổng thống Mohamed Bazoum vẫn bị giam giữ trong dinh tổng thống kể từ ngày 26 tháng 7. Lực lượng đảo chính Niger ngày 31 tháng 7 cáo buộc chính phủ của tổng thống vừa bị lật đổ đã ủy quyền cho Pháp thực hiện các cuộc không kích vào dinh tổng thống nhằm giải thoát cho ông Bazoum. Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự Niger trước đó đã cảnh báo chống lại những nỗ lực của nước ngoài nhằm giải thoát vị tổng thống dân cử, nói rằng điều đó sẽ dẫn đến đổ máu và hỗn loạn. Cáo buộc trên do đại tá quân đội Amadou Abdurrahman, một trong những người vạch âm mưu đảo chính, đưa ra trên truyền hình nhà nước. Trong ngày 30 tháng 7 tại thủ đô Niamey của Niger, những người ủng hộ chính quyền quân sự đã đốt cờ Pháp và tấn công đại sứ quán Pháp, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để trấn áp. Trong một tuyên bố khác, chính quyền quân sự cáo buộc Pháp đã nổ súng vào những người biểu tình, khiến 6 người bị thương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm gây tổn hại đến lợi ích của Pháp ở Niger sẽ bị đáp trả bằng phản ứng nhanh chóng và không khoan nhượng. Pháp đã triển khai quân đội trong khu vực trong một thập niên để giúp chống lại các tay súng Hồi giáo. Nhưng một bộ phận người dân địa phương nói rằng họ muốn Pháp ngừng can thiệp vào nội bộ nước họ. Phát biểu trên truyền hình ngày 2 tháng 8, tướng Abdelrahman Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính tuyên bố chính quyền quân sự sẽ không nhượng bộ áp lực phục chức cho tổng thống bị lật đổ, Mohamed Bazoum. Tướng Tiani cũng tuyên bố phản đối mọi hình thức đe dọa và trừng phạt nhằm vào Niger. Tướng Tiani lên làm lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7 để điều hành đất nước. Ngày 5 tháng 8, hãng AP đưa tin tướng Salifou Modi, một trong những lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính, đã đề nghị sự giúp đỡ từ tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner khi ông thăm nước láng giềng Mali. Nhà phân tích Wasim Nad thuộc trung tâm Southland của Mỹ nói rằng tập đoàn quân sự Wagner đang cân nhắc đề nghị trên. Trước đó, trùm Wagner, ông Yevgeny Prigozhin từng gọi cuộc đảo chính ở Niger là cuộc nổi dậy chính đáng của người dân chống lại sự bóc lột của phương Tây. Đến ngày 4 tháng 8, Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào từ cường quốc bên ngoài sẽ không giúp cải thiện tình hình ở Niger. Nhà khoa học chính trị và chuyên gia về an ninh quốc tế phân tích xung đột và quản trị ở châu Phi, Olajinka Azala, đã phân tích về các yếu tố dẫn đến cuộc đảo chính nổ ra tại Niger. Một trong những yếu tố đầu tiên được cho dẫn đến cuộc đảo chính là tình trạng mức an ninh gia tăng và triển vọng kinh tế suy giảm đã góp phần vào tình trạng mong manh ở nơi đây. Được biết, mặc dù số lượng các lực lượng nước ngoài không ngừng gia tăng, đặc biệt là từ Mỹ và Pháp cùng các căn cứ quân sự ở Niger, nhưng giới chức lãnh đạo nước này vẫn không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của quân nổi dậy từ Al-Qaeda và các chi nhánh của nhà nước Hồi giáo cũng như Boko Haram đang hoạt động trong nước. Sau những cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ qua, hàng nghìn người đã thiệt mạng và phải bỏ xứ. Chính vì vậy, sau cuộc đảo chính vào tháng 7, hàng trăm thanh niên ở thủ đô Niamey đã tụ tập để ăn mừng, vẫy cờ Nga và hô vang Wagner. Hoạt động này cho thấy rằng có một số người ở Niger tin tưởng rằng quân đội Niger và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống quân nổi dậy.
Nguyên nhân đảo chính, ngoài vì tình trạng mất an ninh và trì trệ kinh tế, mà còn được lý giải bởi ba vấn đề khác nữa. Đầu tiên là tranh cãi về vấn đề sắc tộc và tính hợp pháp của ông Bazoum trong chiến dịch bầu cử vừa qua khi ông có xuất thân từ dân tộc thiểu số Ả Rập của Niger. Dân tộc luôn được coi là nguồn gốc ngoại quốc. Chính quyền này không phù hợp với giới quân sự, vốn chủ yếu bao gồm các nhóm sắc tộc lớn hơn. Mặc dù ông Bazoum nhận được khoảng 56% phiếu bầu và thuộc cùng chính đảng với cựu tổng thống Mahamadou Issoufou. Lý do giúp tổng thống trước ông Issoufou hoàn thành hai nhiệm kỳ tổng thống là bởi vì ông hiểu được tầm quan trọng cả thành phần sắc tộc trong quân đội nước này. Các bổ nhiệm trong quân đội được thực hiện theo nguyên tắc sắc tộc. Thứ hai, quân đội của Niger lo sợ cho chính vị thế của mình khi phải đón nhận các binh sĩ và các căn cứ quân sự nước ngoài tại nước này. Trong cuộc chiến chống lại phiến quân trong khu vực, Niger là một đồng minh quan trọng của các nước phương Tây. Ngoài ra, các khoản đầu tư khổng lồ từ Pháp vào lĩnh vực khai thác mỏ ở Niger là một lý do khiến họ quan tâm đến vấn đề an ninh. Vào năm 2019, Mỹ đã mở một căn cứ máy bay không người lái tại Niger bất chấp các cuộc biểu tình. Điều này được các chuyên gia nhận định rằng rất có thể khiến Niger trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố và gia tăng tình trạng bất ổn. Đến năm 2022, Pháp và các đồng minh châu Âu khác đã rút lực lượng của họ khỏi nước láng giềng Mali. Bazoum đã nhanh chóng mời họ đến Niger. Giới lãnh đạo quân đội Niger và một số cá nhân có ảnh hưởng trong nước liền tố cáo sự gia tăng của lực lượng nước ngoài. Thứ ba, chuyên gia cho rằng quân đội Nga được khuyến khích từ việc các tổ chức khu vực như ECOWAS và Liên minh châu Phi không đưa ra lập trường kiên quyết trước tình trạng quân đội lên nắm quyền ở Guinea, Burkina Faso và Mali. Các nhà lãnh đạo ECOWAS hiện đã đe dọa sử dụng vũ lực để khôi phục chức vụ cho ông Bazoum nếu ông không được phục chức. Trong 4 năm qua, tại châu Phi đã diễn ra 7 cuộc đảo chính và trong đó có 3 cuộc đảo chính thành công. Các nhà lãnh đạo của ECOWAS và Liên minh châu Phi đã đe dọa trừng phạt 3 quốc gia này, nhưng không có biện pháp đáng kể để răn đe những nhà lãnh đạo quân sự đang chờ thời. Trong một cuộc họp bàn tròn do Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế tổ chức về tác động của can thiệp quân sự vào Tây Phi, một trong những nhà lãnh đạo của khu vực đã tuyên bố rằng họ sẽ giữ liên lạc với 3 tổng thống quân sự như một phép lịch sự. Điều này tạo ấn tượng rằng việc tiếp quản quân sự sẽ không gặp phải sự răn đe nào. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.